ơi. Cầm cái ba lô trong kia cho mẹ. À, cầm ba lô. Trong kia, trong phủ. Trong bếp.
đi đâu? Hàng ngày. Mấy một lần thôi. Sắp mưa rồi. Đi đâu á? Hả? Tí nữa định đi đâu đấy? Có ở đây không? Có ở đây không hay đi đây? Hả? Định đi đâu đây? Đi đâu đây? Hôm nay định đi đâu đây? Hôm nay hai mẹ con mày lại định đi tỉnh nào đấy? Đây là ba lô này. Có đi không? Có đi không? Đi lại đi đâu? Trời mưa này đi đâu không? Đi không? Đi đâu đấy? Đi ra gốc cây ngủ hả? Hả? Bé ơi, em bé ơi. Bây giờ hai mẹ con đang ở đây không biết tí lại đi đâu biết. Tí lại đi đâu đã biết rồi, không biết, không ai biết trước được. Không biết trước là ngày mai ra sao. Lại trên cả cây số. Bây giờ thì đang ở đây. Lát nữa lại trên tầng cây số, không biết đi đâu đây, không biết đi đâu về đâu đây. Hứng lên là đi à, hứng lên lại về đây, hôm nãy hết 70.000 tiền xe đâu có đồng nào cả. Đấy, bà Hương lại phải giả cho. Không có đồng nào trong người cả. Hai mẹ con nhà này không có đồng nào trong người mà cứ đi trên tầng cây số. Đấy. Vừa đi đâu về hết 70 tiền xe rác hay 70.000 tiền xe rác. Hôm nọ hết 150 nhỉ? Này. Hôm nọ hết 150 nhỉ? Hả? Hôm nọ hết 150 tiền xe nhỉ? Có ai có tiền cho mẹ con nhà Bảo Đức Đồng đây này? Có xin không? Có xin không? Để có xin cho. Ờ xin 2 triệu thôi. Hả? Tôi mướn nhà. Rồi nói đi. Cho nói sao? Thôi này, bây giờ ta chỉ mày. Này này ha, tao nào cho em bé. Mày bé đi, mày bé đi. Mày bé đi, bây giờ thế này này. Chưa lấy con nói cho. Ừ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng nhờ. Không. Đầu tiên phải cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Tôi tên là gì, hiện nay đang ở đây, ở đâu? Này, nói. Con nhờ Cộng hòa đi đấy. Cộng hòa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. À, cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam. Chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc. Con Lê Thị Duyên. À. Nói chung là hoàn cảnh con khó khăn. À. Đứa con không có nhà mà hiện tại giờ cháu không có tiền mà cháu không có sữa bú, lại nhờ má Hương xin hộp sữa. Ừ. Rồi mới nãy đi xe lại là 70.000 má Hương trả. Lần trước hết bao nhiêu? Rồi lần trước cho 500. Ừ. Rồi bây giờ nhờ má Hương đi đâu ba tàu báo tẩu cái giờ tẩu rồi má Hương. Cho má Hương trả tiền. Ba tàu báo tẩu. Rồi má Hương cũng vẫn trả tiền, bà cười vui vẻ. Bởi vì nhớ cái nghĩa của bà. Ba quà bà Hương được không? Thế bà Hương được không? Má Hương nói chung cái lòng của bà cũng to, bà tốt. Cộng nhà cộng đồng. Bà có khùng không? Bà Hương có khùng không? Má Hương đâu có khùng mà nuôi gì mấy chục đứa. Tao đấy người ta đánh giá tao mày khùng ngang nhau.
mà tao biết nuôi con. Người ta đánh giá. Ta nuôi mà cả ngàn đứa. Cộng đồng người ta đánh giá. Tao dạ. Này khùng ngang nhau. À, bây giờ con cũng nói là cộng đồng. Nhờ bây giờ con nói chung là không có tiền mướn nhà chợ, con tính mướn cho nhà. Con đi làm kiếm tiền nuôi con. Làm gì? À, con tính mua làm gái á, bán cà phê. Con tính bán cà phê á, mà con không biết quán nào cũng chưa biết. Mà con con ra tính làm gì? Làm gái. Làm gái hả? Con cũng có sao nói vậy à? Làm gái ở đâu? Sao ta đi đấy? Mấy ngày nay con đi nhà ơi, à, thông cảm cho mẹ và bầu Vui Tính nha. Cảnh nhau hoa nỉ nha. Chào cộng đồng. Nói chung cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói mày bắt đầu có đuôi độc lập tự do hạnh phúc. Con đây là gì? Nói đi. Nói nhiều nữa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ nghĩa Việt Nam, tự do muôn năm. Tự do muôn năm. Không biết nói sao bây giờ là đang tự do muôn năm. Bây giờ mẹ con nhà tôi đang được tự do muôn năm. À, con thì mấy ông già đi cũng đi lang thang đi đâu chưa. Ôi giời ơi. Mấy ông già vậy. Mấy ngày rồi, mấy ngày rồi chưa tao bữa nay rồi đi cà vòng không biết đi đâu, không có nhà cửa, không có đi đâu được hết trơn á. Mấy ngày rồi chưa tắm? À, chị qua nay. Thằng nào người gần với mùi quá. Hai bà cùng. Trời ơi, nói khùng khùng mà nuôi con là được coi. Bây giờ xin cái gì? Nói chung là ai nói gì mình khùng thì nuôi con. Giờ má Hương thì nuôi mấy đứa em, mấy chục đứa lắm. Đứa nào đứa nấy sạch quê sẽ. Quê ở đâu, tên gì, quê ở đâu? Ở Đồng Tháp, Phú Thuận A. Lê Thị Duyên. Tên Lê Thị Duyên hả? Có ai đồng hương không? Cho xin cái tiền hả? Phải có ai đồng hương cho cháu xin cái tiền hả? Xin bao nhiêu nói đi. À, sao 1983. Không, bây giờ xin bao nhiêu tiền, xin để làm gì? À, 2 triệu muốn nhà. Rồi được, có mua phấn trang điểm không? Không. Có mua quần áo không? Không. Không cảm có xin tiền cho trai không? Không. Không à, giờ xin tiền mua sữa đúng không? Nhà má Hương muốn nhà giúp luôn. Xin 2 triệu hả? Không cần gì hết trơn á. Cần có cái nhà được rồi. Hết 2 triệu lại xin tiếp. Thôi 2 triệu đủ cái nhà được rồi, đi làm mà có tiền. Thôi đi làm gì? Con nói chung là con bán quán. Bán quán cà phê làm gái á. Nó mà tẹt ra luôn đi. Cái gì á con? Đừng, nói chung con làm cái nghề đó thì mới có tiền đồng gia đồng vô như con. Thì bây giờ hiện tại bây giờ trước mắt là con chỉ cần 2 triệu đóng có cái nhà đó. Có người giữ em đồ đó thì con đi làm cho yên tâm. Đi mang. Rồi bây giờ làm như được rồi. Xin 2 triệu đi. Xin 2 triệu thuê nhà trọ cho đi làm gái. Cái gì đó? Wow, có chỗ nào làm cho tôi đi làm đấy. Bà đi không? Đi. Bà đi làm không bà? Đi. Tôi bà đi làm. Quay bảo làm gì? À, mẹ cháu cũng thích những người vui vẻ. Yên. Mẹ cháu cũng thích người vui vẻ rồi, mẹ cháu rất là hòa đồng. Tầng lớp nào mẹ cháu cũng chơi hết, tầng lớp nào mẹ cháu cũng tiếp xúc hết. À, các em vui vẻ như này mình cũng vui rồi, mình cũng không muốn các em như thế này cả, nhưng mà các em cũng không được, tính tình không được bình thường á, vui đến buồn đi. Lúc nào mà các em buồn thì các em cứ tìm đến mẹ Hương, còn lúc các em vui các em lại cắp đầu đi.
Nhưng mà gặp nhau là cứ vui như Tết. Hai mẹ con mày bây giờ đang ở đây, lát không biết đi đâu. Đây xin 2 triệu mới đi chứ. Mướn nhà bên đây nè bạn. Ở sao lên tức nhà mình vậy? À, thì ra mướn nhà không thích ở đây hả? Sát bên. Mướn sát bên. Ai nè? Em qua bà em thích đi mướn nhà. Qua mà hỏi giùm coi cái nhà. Em hiện nay là em không chồng mà có con, mẹ đơn thân nhé cả nhà. Mẹ đơn thân không chồng mà có con, bây giờ nguyện vọng là muốn nhà hả? Muốn nhà chợ hai mẹ con nữa hả? Tính mướn sô lô như này có mấy phòng, mình thấy mấy phòng đó. Có số tài khoản không? Hả? Có số tài khoản không? Là gì có. Ta khổ nghèo không có tài khoản, nó trên này mà có tài khoản. Hỏi một lần nữa. Hỏi một lần nữa có số tài khoản không? Không. Có điện thoại không? Không, không. Cái gì không có cho có chồng không? À, có. Tôi chờ gì hàng cô. Có chồng mới có thằng này. Phương. Rồi à, bây giờ là số tài khoản không có, điện thoại không có. Rồi nhà không có, rồi chồng không có. Rồi, xin mấy triệu? 2 à? 2 triệu, thế giờ người ta cho 3 triệu được không? Không, cần chỉ có cái nhà, cần có cái nhà thôi. Đúng. Bây giờ xin 2 triệu mà cho 3 triệu không lấy? Không. Đấy, nhất định chỉ 2 triệu. 1 triệu cái nhà, đúng cái nhà. Ông biết sao, ông sao này không biết nhiều không? 1 triệu tiền thuê nhà, còn 1 triệu mua chiếu với lại quạt gió nhá. Đó. Yeah. À, xin cộng đồng 1 triệu thuê nhà với 1 triệu mua mùng màn chiếu gối nhá. Quần áo. Thôi thấm quần áo cho quần áo. Không, quần áo có rồi, khỏi. Quần áo nhiều rồi đi. Quần áo mình mâm rồi. Với đồ đạc con cũng có, đồ em bé có. Nó có tiền không? Không có tiền. Đi trên lạc đi. Mà bây giờ trước mắt con chỉ cần 2 triệu, có cái nhà, rồi đừng cho mẹ con ở, rồi bắt đầu con đi làm, kiếm tiền, rồi tự lập. Tự lập hả? Là không có xin nữa. À. Rồi, chứ mà... bắt đây. Chứ giờ mấy hai chuyện qua nay là con đi lang thang, không có chỗ ở. Rồi bây giờ nói chung là hai chuyện qua nay không có tắm luôn á. Không tắm luôn á, lần nào cũng nghe mùi nước mắt. Đừng nói nghe mùi nước mắm mắt chứ, mà không biết là đâu. Mấy ngày nay đi không tắm. Rồi bây giờ bé hết sữa, nói chung là con cũng hết sữa rồi. Con nhờ má Hương cho hộp sữa. Với má nãy đi tiền xe 70 ngàn má Hương trả. Rồi lần trước lại rồi má Hương cũng đưa 500 ngàn. Nói chung là tấm lòng của má Hương mình để trên đầu. Đợt đi đón tiền xe taxi rồi tiền cho bao nhiêu nhớ không? Nói chung là cũng nhờ má Hương là bây giờ nói chung không biết nói làm sao với má Hương nữa thôi. Chuyện nào mà giàu thì tách. Đâu thì giả gấp đôi hả? Cũng không biết nữa. Nói làm sao nữa. Giờ hiện tại giờ nghèo rồi mình nhờ. Rồi giờ mình chừng nào mình giàu thì tạ với má Hương. Là tới trông con đi tắm đi. Mùi nước mắm quá. Tắm cho lên thân lên đẹp lắm. Rồi chúc tinh. Quá. Quá nè. Đây xin gái, đẻ xong xin gái á. Để con đi qua bên đây con dòm giờ coi cái nhà, bà ở đây bà coi nó nha. Hả? Con coi cái nhà rồi. Xin được tiền nãy mới muốn nhà, chưa xin được tiền là thuê nhà mà. Bây giờ chưa xin được tiền mà thuê nhà thì chủ nhà nó chửi đó. Tại xin được tiền nãy mới thuê nhà. Không, mình hỏi thử coi nhiêu á, để mình biết. Hỏi thử hả? Ờ. Muốn nhà 1 triệu thôi, còn 1 triệu để mà đổ xăng. Để mình biết, để mình nói với cộng đồng cho người ta biết. Hả? Nói với cộng đồng cho người ta biết. À, bây giờ đi hỏi hỏi xem tiền nhà bao nhiêu để nói chuyện với cộng đồng cho cộng đồng biết đi. À. Rồi đi hỏi đi. Gần đây đi lá là tắm đi. Hả? À. Sao nè? Đi hỏi đi. Sao nè? Đi. Trong em cho. Bây giờ đi hỏi thuê nhà. Đi. Hai thằng đi. Hai thằng đi thuê nhà, đi xếp vào. Đây. Đây đi thuê nhà đấy, có đi đâu đi thuê nhà. đi thuê nhà ngồi chết thì chuyện bà đau hết rồi, mấy ôm con đi khắp nơi trong ngoài.
Xin 2 triệu. 1 triệu thì thuê nhà, còn 1 triệu để chắc để răng túi. Giờ ở đây tí nó lại cảm cắt đâu đi không có đồng nào á. Cứ đi đâu là người ta trả tiền xe ăn đấy, có nhiều ông không có tiền ông cho luôn. Làng hồ đi khắp nơi tung hoành, nắng chang chang này cứ hành hạ thằng bé. Đi đâu đấy? À mẹ con nhà mày đi đâu ấy? Hả? Đi đâu ấy? Mọi người. Tại sao không để em lại cho mẹ hứa? Không chịu để đâu, nó đi đâu nó cảm theo à? Ai xin nó không cho? Ơi! Đây. Ai xin không cho mà nó cảm đi đấy. Cảm con đi khắp nơi tung hoành. Ôi, đây mẹ. Rồi, về rồi. Chịu giữ 2 triệu. Bao nhiêu? Chiều dưới đến 2 triệu à? Sao giá người ta 1 triệu thôi, trả giá thôi. Trời ơi, sao trả giá được người ta giá vậy mà. Ở nhà cháu khổ lắm, lấy nhà cháu 1 triệu thôi, đừng không có tiền. Đó, con nói. À, con nói chưa? Thế nó bảo thế nào? Con nói không được. Không được hả? Không, cũng có được, cũng gọn. Có gác. Có gác hả? Đây. Chiều dưới đến 2 triệu. Bà đi hỏi nhà 1 triệu có 1 triệu. Hả? Lấy đi hộp nào lấy. 1, 2, 3. Hả? Cái để xem mẹ cái này tháng bao nhiêu cái hạn sử dụng. Học khoan là lấy trên kia bà ấy. Lấy ở trên kia đấy. Lấy hộp này nói trên kia. Hạn sử dụng tháng. Lấy hộp nói cho nó. Đó là bé nhỏ. Mà lấy cái loại lớn ấy, loại từ 2 đến 3 tuổi. Không biết sự bảo cho bảo con chị nó nhìn cho, bảo con Hà Nội nó nhìn cho. Lên bảo cô kia thôi để tao lên cho nữa sữa này được không, lấy mấy hộp nhỏ xài cho. Được, có muốn nhà không? Mấy con báo cáo với cộng đồng đi. Dạ con nhà cộng đồng báo cáo đi rồi nhà bao nhiêu. Người ta trả lời là tới 2 triệu và 1 triệu rưỡi. Rồi mà con cũng không biết làm sao nữa, con không biết cộng đồng có giúp đỡ được không. Thôi nha, cái xin đấy nha, ai cho thì gửi vào cho. À, má Hương cũng nói cho sữa cho bé bú. Nó lại lấy sữa khác. Sữa.
sữa sơ sinh nhé. À, sữa sơ sinh. Làm bắt cặp hơi đó, cái chỗ đó nghe là 700, 600. Sao ở đây tới 1.5 triệu, 2 triệu. Ở đây nó gần thành phố. Còn ở đấy là dưới gần tỉ. Còn ở cái chỗ mà mấy tuổi mà bà rước con đó à. Ngay chỗ bà rước con là ngay chỗ đó dạ, chỗ quê. Nhà quê nó dạ hơn. Nó dạ, rồi với lại nói chung ở đây là mắc phải rồi. Tại vì nó có gắn gạch men đó. Chỗ đó thì không có gánh nhọc men, nhà nhỏ xíu. Có cá.